tất cả mọi người. Mình là Dũng, đến từ công ty Wasbay, chuyên thực hiện những cái giải pháp chuyển đổi số và tối ưu doanh nghiệp. Trong phần hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người ba cái lý do vì sao nên chúng ta nên theo đuổi và sử dụng LUX. Đây là ba cái lợi ích lớn nhất mà LUX mang lại một cái trải nghiệm trọn vẹn cho chúng ta ở cả cái cách thức làm việc và cũng như cách vận hành doanh nghiệp, và mang lại cái trải nghiệm tốt hoặc là hạnh phúc cho chính nhân sự của chúng ta. Cái ý đầu tiên đối với LUX đó là nó sẽ giúp sắp xếp lại toàn bộ thông tin trong một doanh nghiệp và giúp cho nhân sự truy cập thông tin nhanh nhất ở mọi nơi và mọi thiết bị. Thì các bạn cũng biết rằng thường là thông tin và toàn bộ dữ liệu của một doanh nghiệp, bất kể lớn nhỏ, thì nó cũng thường nó khá bị rối. Đối với các doanh nghiệp lớn thì người ta dùng những cái hệ thống tiêu chuẩn cao hơn. Tuy nhiên, ở hầu hết các doanh nghiệp nhỏ thì các thông tin nó bị phân tán rất là nhiều, từ chủ cho tới nhân sự, cho tới những đối tác liên quan. Thì khi mà chúng ta làm việc thì cứ mỗi người sử dụng một cái form, một cái mẫu khác nhau, một cái đặc thù khác nhau, một cái góc nhìn khác nhau, thậm chí là đặt tên file cũng khác nhau. Vì vậy nó bị phân tán, dần dần là nó gây loạn, loạn thì rất là khó kiểm soát trở lại. Thì LUX ở đây nó sẽ có cái lợi là nó gom tất cả lại là thành một bản duy nhất. Tất cả những cái file đặc thù như thế nào thì nó chỉ xây dựng trên một cái bản duy nhất, và nó cho phép chúng ta sắp xếp lại một cách gọn gàng để ai cũng có thể truy cập được. Chúng ta có thể sử dụng trên web, chúng ta có thể làm việc ở trên các thiết bị như là máy tính, laptop, hoặc cũng có thể làm việc ngay trên điện thoại. Đó là cái trải nghiệm xuyên suốt và rất là mượt mà. Cái thứ hai là LUX nó sẽ giúp chúng ta sắp xếp lại toàn bộ quy trình làm việc trong một doanh nghiệp và liên tục cải tiến để tối ưu hiệu quả. Thì chúng ta cũng biết rằng khi làm việc thì một hồi thì nó sẽ loạn, việc tới tay ai thì cũng có người làm, nhưng cái sự phối hợp nó không được xuyên suốt và nó không được rõ ràng, hoặc nó không được đưa ra thành những cái quy trình cụ thể. Thành ra chúng ta sẽ bị mất rất là nhiều thời gian để tương tác với nhau, trao đổi với nhau và chờ đợi lẫn nhau. Ngoài ra nữa thì các quy trình nó không rõ ràng, thì cuối cùng là khi chúng ta làm việc nó dễ gây ra cái yếu tố xung đột và đổ lỗi cho nhau nếu cái dự án hoặc là một cái quy trình nó gặp vấn đề. Thì LUX nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề này bằng cách ngay từ ban đầu chúng ta sẽ học cái cách xây lại toàn bộ quy trình và đưa nó thành một cái quy chuẩn làm việc giữa mọi người với mọi người. Và khi đó việc tới tay ai thì người đó sẽ nhận được thông tin hoặc là tự biết cái phần việc của mình để mà làm, và mọi thứ nó sẽ được thống kê lại. Nếu ai không làm thì xem như là vi phạm và làm cho ảnh hưởng đến công việc thì sẽ bị xử lý. Các thông tin nó hiện ra rất là rõ ràng. Cái thứ ba, lợi ích thứ ba mà LUX mang lại đó là nó giúp sắp xếp toàn bộ nhân sự trong một doanh nghiệp và dễ dàng đánh giá hiệu quả công việc sau khi tối ưu năng suất. Có một cái hay của LUX đó là nó sẽ kiểm soát lại công việc của nhân sự trong doanh nghiệp để biết được tại cùng thời điểm ai cần làm việc gì. Đồng thời nó cũng cho chúng ta nhìn lại trách nhiệm hoặc là nhìn lại cái công việc của từng người. Từ đó chúng ta biết được là nhân sự đó làm việc có hiệu quả hay không, thời gian làm hết bao nhiêu lâu, cái sự mong đợi nó đã được như là mong đợi của leader hoặc là của quản lý chưa, rồi có những yếu tố nào liên quan đến chất lượng của công việc. Thì những cái này mình sẽ sắp xếp lại, sau đó mình đo đếm và mình tìm cách so sánh với nhau hoặc là tìm những cái phương thức để tối ưu năng suất. Cái này nó cũng giống như cái mô hình về quản trị con người hiệu quả vậy. Chẳng hạn mỗi người thì sẽ có cách thức làm việc khác nhau, nhưng làm sao để cùng tiến bộ và cùng nỗ lực
liên tục và mang lại hiệu quả tốt nhất cho chính bản thân họ và cho cả doanh nghiệp. Đó, thì trong phần này mình đã chia sẻ những cái giá trị tốt nhất mà LAC mang lại cho một doanh nghiệp, và đó là cái lý do mà chúng ta nên tìm cách áp dụng và chuyển đổi qua LAC càng sớm càng tốt. Xin cảm ơn các bạn.